Hello, xin chào tất cả các em. Khi mà các em chọn ngành thì các em hãy chọn cho đúng. Vì khi mà ra trường có thể là các em sẽ phí tiền để học 4 năm đại học phí thời gian. Ví dụ như các em học kỹ sư thì chấp nhận là phải cực, mất thời gian xa gia đình. Rồi không có một cái hào quang rực rỡ nào đâu. Các em đừng có mơ mộng ở xã hội này, ở xã hội này nó luôn cố ghi các em xuống bằng mọi cách nha. Khi mà các ông thầy nói về vẻ đẹp, nhưng mà chính họ cũng là người trốn tránh. Khi mà người ta ra làm kỹ sư, người ta ra làm kỹ sư người ta cực quá, bắt đầu người ta học lên thạc sĩ, lên tiến sĩ rồi để dạy các em, đó là một sự trốn tránh ở giữa công trường. Và cái điều mà nó cực vậy, các em thường nghe thấy kỹ sư sẽ bỏ nghề nhiều, tại vì kỹ sư họ sẽ làm việc chân tay rồi đầu óc luôn, rất là cực. Để nhớ, đừng có bao giờ mà thì nếu mà làm kỹ sư thì anh nghĩ chắc làm trong văn phòng thì hay hơn, đừng bao giờ mà làm hiện trường nha. Xin chúc các em có một thi thật tốt.